Với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị thân mến, xin quý vị hãy nhớ chương trình chúng tôi là Chọn Ai Đây do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Trước khi Điền Giang vào đây thì bên ngoài các anh chị em nghệ sĩ đã chuẩn bị quần áo nô nức đi chảy hội, thì có rất là nhiều phong cách quần áo mà chúng ta sẽ sắp bắt gặp trên sân khấu này. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với họ. Đầu tiên xin giới thiệu đến quý vị phi hành gia của chúng tôi vừa trở về từ NASA. Đó chính là BB Trần. Đi anh ta, đi anh ta. Buka. Quang Trung. Rồi, đẹp không? Quá đẹp. Men in Black, Suga. Luôn đẹp và luôn ngọt ngào đó là Harry Potter. Một nét đẹp còn tiềm mẫn và cả ai cũng khám phá lắm bây giờ. Trong chương trình của chúng tôi, nam tính nhất không ai khác Hồ Quang Hiếu. Đây, Hiếu Bến Tàu. Và đã có Hiếu Bến Tàu thì phải gặp Lâm Bến Tre. Xin mời Lâm Bến Tre. Điều sư phụ sẽ trở lại, xin giới thiệu Huỳnh Lâm. Trời ơi, có tay nải nữa. Quá dữ dội. Vỗ tay nồng nhiệt. Lê Dư Bảo Lâm, có một vài số trước thì xuất hiện với những cái hình thù nó nhẹ nhàng hơn, con lừa hay gì đó. Thì tại sao hôm nay lại xuất hiện với một cái bóng ma phía sau lưng vậy? Dạ không, đây là mẹ em. Trời ơi, cái gì vậy? Mẹ em ẩm em đi chơi game show. Ủa, sao mẹ anh xanh lè vậy? Em nhìn đó, em không phân biệt được đâu là anh, đâu là mẹ anh luôn á. Tại vì nhớ mẹ, ngày xưa mẹ hay ẩm bồng em đi chơi. Và lớn lên muốn mẹ ẩm em đi chơi game show. Hôm nay lý do gì em mặc đồ vậy là làm? Trời, em làm sĩ tử mà. Sĩ tử. Dạ, sĩ tử thể hiện tri thức. Và ngay bây giờ xin giới thiệu một cặp nghệ sĩ, đó chính là Quách Ngọc Tuyên và Trương Quỳnh Anh. Wow. Toàn là những gương mặt đáng sợ không à. Thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng chào đón hai nghệ sĩ tham gia chương trình, đó là Quách Ngọc Tuyên, anh Vi Cá, và ca sĩ diễn viên Trương Quỳnh Anh. Trương Quỳnh Anh thân mến, đã lâu rồi mới gặp lại em trên sóng truyền hình, thì thấy dạo này xinh xắn ra, em có vài lời bày tỏ gì với chương trình không? Hồi nãy mới vô là anh Vi Cá, anh nói là nhìn mọi người có gương mặt đáng sợ, nhưng mà đối với em thì đây toàn là những gương mặt rất là thiện lành. Bé dùng mấy cái từ như bên Tây Trúc ha, thiện lành. Và em đến với chương trình này với một cái niềm tin rất là lớn. Mãnh liệt đó. Dạ, rất là mãnh liệt. Là làm ra về sớm đúng không? Dạ không, em tin vào những cái gương mặt này. Em bị gạt nhiều lần nhưng mà em vẫn rất là tin vào cuộc sống. Nhưng mà nói vậy thôi chứ ai làm vậy với một người phụ nữ xinh đẹp như em.
chỉ có làm điều đó với lại anh Vi Cá thôi. Vì chưa hết là bị hâm rồi. Không phải, tại vì ở đây thì nhiều người cũng không chặn dừa đâu. Đó, anh Dương Lâm Đồng Nai, anh Trung Phạm Đồng Tháp đã chinh phục ước mơ đời mình. Em Đồng Tháp mà nào vậy anh Giang? Đó, chị Buka Đồng Đen, đó mấy người này cũng không phải chặn dừa. Đồng Đen mà nào vậy? Đồng Đen. Xin hỏi bây giờ ai sẽ là người chơi trước? Anh Tô Xì. Anh Tô Xì, 3, 2, 1. Thắng được quyền quyết định. Anh chơi trước đi. Ok, tôi chơi trước thì chơi trước. Mời chọn vị trí nghệ sĩ. Hãy bạn, chọn Hồ Văn Hiếu. Bạn này, bạn này, bạn này, bạn thân nè. Chọn mẹ bồng con kìa. Mẹ bồng con kìa. Thôi, Lê Dương Bảo Lâm. Rồi. Lê Dương Bảo Lâm là người được chọn. Anh Lâm, anh Lâm, em hỏi thăm nhẹ được không? Ví dụ anh chơi thì anh đứng anh chơi đi, anh cho mẹ anh ngồi góc được không? Thôi vậy đi. Thế tội nghiệp mẹ quá. Ủa không, để anh bắt mẹ anh ẵm hết nguyên hết chương trình. Thiệt luôn á, chương trình để cái ghế có ngồi được đâu. Ngồi sợ mẹ xì. Hay là anh xì mẹ anh ra đi cho mẹ anh xẹt hết. Thôi, mẹ nói là để mẹ đứng, mẹ sẽ dội theo bước chân của con. Mẹ thích vậy đúng không em? Dạ đúng rồi. Thưa quý vị thân mến, ngay bây giờ mời quý vị đến với vòng đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, Lê Dương Bảo Lâm. Ở xứ lạnh, người ta dùng gì để làm tan nhanh băng trên đường? Wow. Trời ơi, dễ quá. Quá dễ luôn. Dễ thiệt luôn á. Ở đây chỉ có một người ở xứ lạnh cái thôi. Câu nghe không biết trả lời. Đó là trời dễ. Ơi, dễ gì chơi gì nữa. Người ta chế nước sôi lên, người ta nghe dễ. Đó cũng là một cách. Đúng, bật học quẹt lên. Nhưng mà lên. Nhiều khi mà mình ra đường á, mà băng nhiều quá thì mình phải dùng cách khác. Cách đó gì? Chính là dùng xăng. Khi mà mình đổ xăng ra thì mình cầm hai cây lửa, mình đó mình múa lửa xong mình phun xăng. Đó, mình phun lửa thì lập tức lửa nó bám vô xăng, nó sẽ tràn khắp mọi nơi, và khi mình xăng đi tới đâu thì băng sẽ tan tới đó. Anh tin tin không ạ? À? Cái cách gì mà nghe an toàn dữ vậy anh? Anh tin không? Mà nói với anh tin không? Không. Vậy đổi khác. Trời lật lộn vậy. Nếu anh không tin xăng thì dùng máy sấy. Máy sấy là sấy đến khi nào? Là anh không tin máy sấy. Không tin máy sấy thì mình có chiếc bằng cào bằng tia cực tím. Wow, nghe rất là lạ đúng không? Anh biết cái bằng cào của Chưa Bắt Giới không? Biết bằng cào bự, nhưng mà cái bằng cào này loại nó bự hơn. Với chiều dài của nó khoảng 5m. Thì trong những cái gai cái bằng cào có những cái tia cực tím rất là nóng, và sẽ làm tan cái băng đó. Anh tin này không? Hơi hơi tin. Bỏ luôn hả? Hơi hơi tin. Em phải làm cho anh tin. Mình sẽ rải muối. Anh biết dưới quê mình rải mạ không? Đó, khi mà tuyết đang cứng lại thì người dân người ta mới cầm một đống muối, người ta mới rải muối gạo. Rồi rải muối gạo thôi ha. Rải muối thôi nha, không đúng. Gạo, rải muối. Khi rải là phải niệm, phải nói nhẩm nhẩm nha, tuyết tan, tuyết tan, tuyết tan. Đúng rồi, bắt đầu thằng chú, thằng chú á, tuyết nó mới tan. Mời ra đúng á. Cách là mình là huy động tất cả người dân lại để làm điều đó hả? Không, tức là anh muốn nó tan chỗ nào thì thải chỗ đó thôi. À, bởi vì á, trong muối có một cái hợp chất gọi là CO. Lâm ơi, anh nhức đầu quá. CL. Khi mà nó kết hợp với tuyết, nó tạo ra một cái dung dịch nước muối. Nó sẽ làm tan cái băng rất là nhanh. Hãy tin em, dùng muối. Wow. Như vậy là đáp án của Lê Dương Lâm đưa ra là dùng muối. Bây giờ chúng tôi sẽ nói một cái luật nữa, tức là trong vòng 5 giây phải chọn tin hay không tin. Nếu hết 5 giây mà không chọn thì chúng tôi quy định là không tin. Bây giờ xin hỏi Quách Ngọc Tuyên là tin hay không? 5 4 3 Tin. 2 Tin. Sự lựa chọn của Quách Ngọc Tuyên, nếu chính xác thì mang về một dấu O đầu tiên cho anh ấy. Nếu không chính xác, vị trí của Lê Dương Vũ Lâm sẽ được đánh dấu X dành cho cô gái thật thà, nhu mì Trương Quỳnh Anh. Và lựa chọn Quách Ngọc Tuyên là một sự lựa chọn. Chính xác. Hay quá Lâm ơi. Nãy cái bằng cao anh tin không? Nhiệt độ đóng băng của nước đá là 0 độ C. Khi rắc muối lên tuyết, nước trong tuyết và muối kết hợp tạo thành dung dịch nước muối sẽ làm giảm nhiệt độ đông đặc của nước xuống dưới 0 độ C. Băng tuyết khi tiếp xúc với nước mặn bị tan chảy, tạo ra nhiều nước hơn. Hàm lượng muối càng cao thì điểm đóng băng càng thấp. Là khi rải là người ta đọc cho mày bồ hết, băng đi mua hết, băng đi mua hết, băng đó đi mua. Là lý do khi người ta ướp nước giấy khác, người ta luôn bỏ muối vào trong nước đá. Kem để, nữa. Để nhiệt độ nó sẽ thấp hơn 0 độ C. À đúng rồi. Thấy ăn kem có vị mặn 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 á.
Rồi, như vậy là một dấu O dành cho Quách Ngọc Tuyên. Yeah. Bây giờ là lượt của Trương Quỳnh Anh. À, em chọn Quỳnh Lập. Yeah. Quỳnh Lập. Quỳnh Lập. Sĩ Tử. Chị tin em nha Lập. Chị hãy tin vào tầm kiến thức sâu rộng của Sĩ Tử. Câu hỏi dành cho Quỳnh Lập. Kể tên một loài cá không hề bị lão hóa và có khả năng bất tử. Cá chép. Cá chép á. Cá chép nó hóa rồng. Chép sống lâu. Hóa rồng, rồng hả? Là nó hóa từ phía sau luôn rồi. Tức là cá tháng tư của nó xạo. Nó xạo hả? Những con cá đó. Chỉ có anh mới nói xạo á. À là nó xạo với chương trình. Con gì mà không chết được. Ủa mà chương trình này kiến thức hay là có... Kiến thức hết bà. Kiến thức. Có mẹo. Kiến thức có mẹo. Bởi vậy mời chàng người thông minh đến đây không? Chứ mà chương trình là chương trình tri thức đâu nổi để nó tào lao tầm xàm. Đúng rồi, cá tháng tư là tào lao. Tào lao. Thôi bây giờ em nói một câu cho đúng đi Lập. Dạ, em nghĩ là con cá sấu. Sao vậy? Sao ạ? Tại sao? Vì nó xấu quá. Vô lý. Nó có cá sấu. Chị nhìn đi, chị nhìn một con cá sấu chị biết nó già hay trẻ không? Khó. Cái người nó nhăn đùm mà. Nó gồ nhăn đùm, nó mới trẻ nó cũng khác nhăn đùm. Mới vô đề bài là thấy kỳ kỳ rồi đó. Chưa hết. Đây nè, em phân tích cho chị nghe. Có quyền nghe, có quyền tin hoặc không? Dạ. Bây giờ chị thấy con cá sấu nó mới vừa đẻ ra không? Là cái da nó nhăn đùm luôn, nó nhăn y như nó già vậy đó. Rồi nó sống lớn lên cái da nó vẫn nhăn y chang như vậy, nó không thêm một lớp nhăn nào hết, cho nên là người ta không đoán được cái độ tuổi của nó và không bao giờ thấy nó lão quá. Và những cái con cá sấu này á, nó giống như là có rất là nhiều con nó bệnh nó chết, nhưng mà riêng cá sấu này nó không bệnh chết. À. Nó không có lão, nó không có bệnh, nó không tử luôn, mà nó chết là bởi vì nó xấu quá, nó mặc cảm nó mới chết. Trời ơi, sao là câu chuyện vô lý. Đúng không? Quỳnh Lập ơi. Đúng, đúng. Con đâu? Đúng mà. Lập ơi, thà em nói là con cá ngựa người ta còn dễ tin. Anh mới là con cá ngựa. Cá ngựa đá ngựa đó, sao chết được. Cá ngựa hết vòng này tới vòng khác. Cá bất tử là cá nước đục. Xin hỏi lại. Là cục nước đá. Không, em cứ biến rồi em nó chán rồi thôi. Thôi em về với mẹ em đây. Đó, miếng gì, miếng gì đó lại nè. Em nói cá bất tử là cá nước đục. Là cái gì? Là cục nước đá. Ồ, hay quá. Cái gì vậy không nghe? Cục nước đá nó tan mà. Mình để tủ lạnh suốt đầu là nó để suốt đầu được luôn. Xin hỏi Lập là đáp án cuối cùng là gì? Đáp án cuối cùng của em đó chính là cá sấu. Đưa Quỳnh Anh thân mến, xin hỏi có tin Quỳnh Lập hay là không? Nghe nó cứ kỳ kỳ sao Lập? 5, 4, không có kỳ, ba, cá sấu nó vậy 2, đó. Nó quá 1. Kỳ. Không tin. Không tin. Ôi, chị thiệt tình luôn á. Chị là mẹ em mà chị không tin em gì hết. Chị mẹ là mẹ. Trời ơi. Chị là mẹ của phim hết sư mụ của em á. Chương trình hôm nay nhiều mẹ quá em. Đưa Quỳnh Anh không tin. Nếu như đây là một lựa chọn không chính xác thì một dấu O nữa sẽ thuộc về Quách Ngọc Tuyên. Và Quách Ngọc Tuyên có cơ hội chắc chắn sẽ chọn Quang Trung. Và nếu trả lời chính xác câu đó luôn thì... Yeah. Tạm biệt. Hôm nay đến đây với ai? Em đi với bạn trợ lý. Nên nhờ bạn trợ lý gọi xe trước đi nha. Em có xe sẵn rồi, xe cho chị đi. Đề máy xe. Nói anh tài xế đề máy xe mở máy lạnh trước. Và lựa chọn của Quỳnh Anh là không tin vào đáp án con cá sấu của Quỳnh Lập. Và đó là một sự lựa chọn. Chính xác. Đó, thấy chưa? Trời ơi, tin em. Chị không tin không em. Vậy mà nãy vô nói là ai nói gì cũng tin. Đáp án của chương trình. Các nhà khoa học nhận định rằng loài cá sấu không hề bị lão hóa. Cá sấu cho phép các vi khuẩn cộng sinh tham gia vào hệ thống miễn dịch của cơ thể. Điều này làm chậm lại quá trình lão hóa trên loài bò sát này. Thậm chí, nếu một cá thể đủ thức ăn để tồn tại thì nó có thể sống tới 2.000 năm. Trời ơi! Ghê vậy? Ủa, thiệt luôn? Vậy là nó là con quỷ đó, cho một cá sấu đâu. Như vậy? Và như vậy, xin thông báo một dấu O nữa thuộc về Quách Ngọc Tuyên. Và diễn viên theo luật Caro thì chắc chắn Quách Ngọc Tuyên sẽ chọn Quang Trung. Quang Trung. Yeah. Em vẫn đang hoang mang vì con cá sấu á, không biết có tỉnh táo để trả lời không nữa. Thì anh vẫn cảm thấy rất là hoang mang. Trước khi chúng ta đến với câu hỏi của Quang Trung, chúng ta hãy nghiêng về bên phải. Nhi, tâm lý đang như thế nào? Anh đang cố kéo dài thời gian cho em lên sóng á. Đúng rồi. Chứ để về nhiều khi con trai mình nó coi mẹ sao mẹ nói mẹ chơi chương trình chọn ai không, đây mà thường thường mà con không thấy con có lúc nào dạ con mở trễ 10 phút mẹ bị về rồi. Về phút thứ ba rồi con. Không, thường thường em đi chơi game show là em ít khi nào em nói cho con em nghe lắm. Chỉ khi nào mà em thắng. Chứ em cũng mở lên cho con. Giấu mấy chuyện chị làm luôn hả? Giấu hết. Thôi kệ em sao.
Hy vọng là câu này bắt đầu tiên trả lời sai để em được một cái dấu. Không, không. Nghĩa là em không bao giờ em suy nghĩ là phải để cho người ta thua, để cho mình thắng hay sao hết. Cho nên là thà mình thua để cho ta thắng. Dạ đúng rồi, tại vì em đến với chương trình này là bởi vì là đây là những cái gương mặt mà em rất là yêu thích. Chúng ta tiếp tục chương trình. Mỗi lần nói nữa, những lời giả dối chúng tôi không cần nghe. Những lời giả dối chúng tôi không cần nghe. Tại vì những cái gương mặt này, những cái giọng nói này là những cái giọng nói rất là quen thuộc đối với em. Mỗi ngày em đi làm về và em luôn quan tâm tới cái con đường sự nghiệp của họ, đúng không? Em quyền quyết định là cho anh luôn dõi theo mọi người đó. Vậy thì vừa rồi bài hát gần đây nhất của Xuân Phạm là bài gì? Cái bài gì hai bàn tay gì đó đúng không? Rồi. Rồi. Em cũng có coi chương trình đó. Thôi mà. Thôi em ơi. Đúng. Cái MV vừa rồi nổi đình nổi đám của người ta là đây là một bài hát vui. Buồn. Đây là một bài hát không buồn đúng không? Biết mà sao không. Vậy? Giờ người ta nhắc rồi chúng ta tiếp tục chương trình. Quang Trung câu hỏi như sau: tính đến thời điểm hiện tại, ba nghệ sĩ Việt Nam có lượt theo dõi Instagram trên 4 triệu là ai? So easy. Nó dễ tới như vậy mà bây giờ em trả lời thế nào mà mọi người cũng biết hết trơn rồi. Là ba đứa em nè. Đúng mọi người. Cái gì? Anh biết người thứ hai nè Trung. Anh biết người thứ hai. Ai? Ai? Cô Minh Hiếu. Cái miếng không ai nghe. Trời ơi Trung. Thiệt ra tụi em được ngồi ở trên vị trí cao như vậy là tại vì lượt follow tụi em cũng cao á. Cho nên là anh Trinh Phạm, em với là anh BB Trần là những người có lượt theo dõi rất là cao. Mình nói điều gì dễ tin hơn chút đi Trinh Công ơi. Là 4 triệu follow trên Instagram đúng không ạ? Em thiếu có 4 triệu là đủ 4 triệu follow rồi. Cái gì? Thiếu... Dạ. Em thiếu nhiêu mà xíu? Có 4 triệu nữa là đủ 4 triệu rồi. Đâu có gì nhiều đâu. Nhưng biết sao không? Tại vì câu này em cũng muốn câu giờ cho chị xíu á. Chứ cái này em dễ quá rồi. Cái việc này ai cũng biết hết trơn mà nếu mà theo dõi mạng xã hội nhiều. Anh không biết á, anh không có biết. Thời tôi cũng biết luôn. Biết. Vậy nếu mà chị muốn lên sóng nhiều lúc em nói chị cứ gì nè. Hay là wow. Chị gì cái biểu cảm của mình lên. Chị chưa hiểu lắm nữa. Đó, từ đầu. Dạ. Giờ ba người mà nổi đình nổi đám mà mạng xã hội họ rất là ảnh hưởng tới chúng ta, đó chính là không ảnh hưởng tới anh nha, ý là có tác động tới nhiều người, đó chính là Sơn Tùng MTP, anh Trấn Thành và Jibu. Em làm tin rồi đó. Sơn Tùng chắc đúng rồi. Chắc đúng rồi. 5 giây còn lại để Quách Ngọc Tuyên chọn tin hay không tin. Quang Trung còn Trấn Thành thì hỏi Heroin nè. 5, 4, 3 anh tin em. Nếu như đây là lựa chọn chính xác dành cho Quách Ngọc Tuyên thì Trương Quỳnh Anh sẽ dừng lại. Còn nếu như không chính xác thì một dấu X sẽ thuộc về Trương Quỳnh Anh. Và lựa chọn của Quách Ngọc Tuyên là một sự lựa chọn không chính xác. Ủa trời đất ơi. Ba người ở Việt Nam mà có lượt follow trên Instagram trên 4 triệu đó là Chibu, Sơn Tùng và Ngọc Trinh. Đó, Sơn Tùng là 4,6 triệu, Chibu là 4,4 triệu và Ngọc Trinh là 4,2 triệu. Wow. Và có một người cao nữa là Buka 4,500. Không có luôn á. Anh biết có được không? Là có 4,500 người hả chị? 4,500 người là cao rồi. Đúng không? Trên 2 người là cao rồi. Rồi, như vậy là một dấu ít đã thuộc về Trương Quỳnh Anh, may mắn thế. Mừng quá Trương Quỳnh Anh ở lại. Như vậy là bây giờ là em đã có một dấu ít ở trên cao, có nghĩa là gì? Em chỉ được Chun hoặc là BB. Đúng rồi, phát triển hàng ngày thôi. Rồi, cái lầu tụi mình á. Anh chọn đi nào. Dạ, em chọn Chun đi. Câu hỏi dành cho Chun Phạm rất đơn giản. Tại sao chim sẻ đậu trên dây điện lại không bị giật? Biết là nó không bị giật rồi nhưng mà tại sao thì không biết. Tại vì nó hên thôi anh. Nó hên thôi anh. Nó hên thôi anh. Cái gì? Nó hên không hiểu nó sao anh. Hay quá. Không, đúng rồi, em đồng ý. Em đồng ý, em đồng ý. Đúng không phải. Tại vì á nhà Chun á có cái dây điện nó băng ngang ngoài này, có con mấy con chim nó đậu nó không giật á. Cái Chun thử để tay vô. Chun không giật luôn. Hên à. Em tin không? Cái dây điện nó không có rò rỉ thôi. Chứ thực ra lỡ mà cái dây điện nào rò rỉ thì con chim nó cũng sẽ thành con chim quay thôi. Đúng không? Con gì mà không bị giật. Với lại em cũng nghĩ là ở hiền gặp lành nữa. Ở hiền gặp lành cũng không có hại ai đâu. Nhưng nhân lành là cũng có ngày thôi. Thôi nó giận chứ bây giờ là cái câu trả lời nó hơi khoa học chút xíu. Cái sinh vật nào cũng có điện trở trong người hết trơn á. Thì cái chân của con chim, cái điện trở của nó cao hơn mức bình thường. Thì bởi vậy dòng điện nó không có đi qua được nó mà bỏ qua nó chạy tiếp qua cái dây điện khác.
đi kỹ của em nhiệt điện gì vậy? Ủa sao không giật? Em cũng hơn như Kim vậy đó. Rồi, câu trả lời của Jun là bởi vì cái chân của con chim điện trở rất cao. Tin hay không? Dạ, em tin. Tin. Thưa quý vị thân mến, chúng ta thấy ngoài đường á, cao cao trên đó có những con chim đậu trên cái dây điện cao thế mà nó không hề bị giật. Dù mình chỉ đứng gần đã bị giật rồi. Vì sao lại như vậy? Luôn có một lý do về khoa học. Và lựa chọn tin Jun của Trương Quỳnh Anh là một sự lựa chọn chính xác. Rồi ơi. Cơ thể chim có điện năng suất cao hơn và là chất dẫn điện kém hơn đồng rất nhiều, nên dòng điện sẽ bỏ qua cơ thể chim mà truyền qua dây cáp tải điện. Đơn giản vậy thôi. Một dấu ít nữa dành cho Trương Quỳnh Anh. Bây giờ là nhiệm vụ của Quách Ngọc Tiên, chỉ có một vị trí duy nhất mà thôi. Tự nhiên giờ bị lật ngược thế cờ luôn rồi. Chưa anh. Nếu bây giờ chọn BB Trần mà trả lời chính xác là một dấu tròn nữa cho Quách Ngọc Tiên thì Trương Quỳnh Anh bắt buộc phải chọn Hoàng tử tiễn đưa Hồ Quang Hiếu. Mà đụng vào Hồ Quang Hiếu là chỉ có đi về thôi. BB Trần, em cười một nụ cười thiện lành coi. Chưa thiện lành lắm. BB Trần là người được chọn. Mưa kim cương thường xuất hiện ở đâu? Trời ơi. Trời nghe giàu ghê luôn á. Em nghĩ ở trong mấy cái MV á. Không em, mưa kim cương ở Việt Nam chứ đâu. Là mưa đá đó. Việt Nam mình nhiều lắm. Là mưa đá đúng không? Trời, Việt Nam mình nhiều đại gia kim cương lắm. Đó như chẳng hạn chị Lý Gia Kỳ nè. Đó thì cái đó cũng là người có nắm giữ nhiều kim cương. À, thật ra thì em nghĩ là câu này là một câu đố mẹo á mọi người. Đúng rồi, mưa kim cương là đổ nhà anh Ưng Hoàng Phúc. Là sao? Tại sao? Có vợ tên kim cương á hả? Đúng rồi, mỗi lần trời mưa là anh Phúc kêu mưa kim cương, mưa kim cương, mưa kim cương. Lấy đồ vô, lấy đồ vô. Kim cương, lấy đồ vô, kim rồi, cương. Tiếp tục chương trình. Trời ơi, hiểu không? Vui đúng Quỳnh Anh? Đúng. Mỗi lần quăng miếng là anh giam vậy á. Em cười. Ba, em sợ miếng này là miếng, miếng mà miếng này là miếng gì nhớ nhớ quên quên chạy qua hỏi em vợ anh Quỳnh Phúc tên kim cương hả? Em vợ Trương Hoàng Phúc tên kim cương hả? Chuẩn bị trước cái đó chứ lại miếng bổ nữa, miếng miếng trợ giúp hả? Cái miếng đó là cái miếng gia đình, làm để báo cho mọi người biết là vợ của anh Trương Hoàng Phúc là chị kim cương thì người ta tự nhiên phải giao đại gì đó mà biết không giao đại không biết gì hết. Anh hiểu miếng của em chán ghê. Anh hiểu, anh có không hiểu mà vui á. Đây, ủa mọi người ơi, hãy cho Bill Trần trả lời nào. Mình nói theo một kiểu khoa học á thì mưa kim cương là có thật, ở trên trái đất mình gọi là mưa sao băng. Nhưng mà ở trên sao hỏa người ta gọi là mưa kim cương. Là khi mà ở trên đó đó, cái áp suất chân không của nó đó, nó có một cái sức đó đẩy rất là mạnh, đẩy cho cái carbon đó biến thành viên kim cương và tạo ra những cơn mưa kim cương trên đó. Mọi người nghĩ đi, NASA tại sao không tìm hiểu sao mộc, sao thủy, sao hỏa, sao kim gì đó mà tại tìm hiểu sao hỏa? Là tại trên đó có kim cương. Nó tạo ra được cơn mưa kim cương. Có kim cương nhiều hơn. Nhiều hơn. Và lựa chọn cuối cùng là? Dạ, đó chính là sao hỏa. Đáp án của BB Trần là sao hỏa. Xin hỏi Quách Ngọc Tuyên có tin hay là không? Khẳng định luôn, không tin. Không tin. Lựa chọn Quách Ngọc Tuyên có hai vấn đề xảy ra. Nếu không chính xác thì Trương Quỳnh Anh sẽ được cơ hội tới cơ hội để chọn BB Trần với câu hỏi tiếp theo. Còn nếu chính xác thì sẽ dẫn Trương Quỳnh Anh về Đắk Lắk. Đắk Lắk? À là anh Hiếu á hả? Lựa chọn của Quách Ngọc Tuyên là một sự lựa chọn chính xác. Đáp án chính xác là trên sao mộc và sao thổ. Hai bầu khí quyển khổng lồ, sao mộc và sao thổ thực sự xuất hiện những cơn mưa kim cương. Các nhà khoa học cho biết áp lực bên trong các hành tinh khổng lồ có thể dễ dàng biến carbon thành kim cương. Có nghĩa là giải thích của BB Trần là đúng, tuy nhiên cái dữ liệu cuối cùng là một dữ liệu sai. Một dấu O thuộc về Quách Ngọc Tuyên. Và bây giờ chắc chắn con đường lựa chọn phải chặn đứng đường đi của Ngọc Tuyên. Và Trương Quỳnh Anh sẽ lựa chọn. Chưa gì khóc rồi. Em còn gì nữa đâu mà đại chọn. Đại gia tiễn đưa. Chắc chắn là phải lựa chọn Hoàng tử tiễn đưa Hồ Quang Hiếu. Đừng lo chị, thật ra có những người may mắn lắm. Có những người may mắn chọn. Hiếu cứ đưa dữ liệu đi lòng vòng hết tất cả mọi thứ. Chọn ảnh xong là cũng may mắn thoát à. Chứ không có. Anh ơi, hôm nay anh có thể khác những ngày khác được không anh? Không, anh nói thật lắm, em cứ yên tâm. Trời ơi, cái câu này mà cũng hỏi nữa. Cái câu này con nít nó còn biết nữa. Wow. Cái câu này mà đưa cho con trai em là nó biết liền luôn. Ây mà
mà lỡ như em không biết vậy nó ủ cho mẹ ấy vậy. Ấy vậy. Câu hỏi vô cùng đơn giản dành cho Hồ Quang Hiếu. Nhím là động vật đẻ con hay đẻ trứng? Cà nè thưa quý vị, không phải ai cũng biết điều này đâu nha. Đúng không? Đâu biết đâu. Lắng nghe nè. Em thấy như mấy con đó đẻ cũng thường thường hay đẻ trứng đúng không? Thường thường gà cũng đẻ trứng nè, đà điểu cũng đẻ trứng nè. Con cá sấu không biết nó có đẻ trứng không? Cá sấu đẻ trứng. Đẻ trứng đúng không? Lạc đẻ trứng. Nó đẻ con. Mấy con bò sát á. Bò sát đẻ trứng. Nhưng mà cái con nhím mình hình như mình chưa thấy ai nói trứng nhím bao giờ hả? Chắc cái này giống nó phọt. Thật trực tiếp luôn quá. Ủa anh ơi, người ta đang hỏi anh. Mọi người ơi, không phải đơn giản một chương trình đố một câu hỏi đâu. Đúng rồi, nói chung là đẻ trực tiếp luôn anh. Đẻ trứng. Đẻ con. Đẻ con. Trời ơi, đẻ con thì mẹ còn cái gì nữa. Ba cái trai đó, trời ơi trời. Thôi không sao, đó là sự hy sinh của người mẹ. Đáp án cuối cùng. Đẻ con. Thưa Quỳnh Anh thân mến, xin hỏi bạn có tin hay không? Em... Năm. Em không tin. Không tin. Thưa Quỳnh Anh, lựa chọn con nhím đẻ con là không tin. Lẽ ra phải đẻ trứng. Và lựa chọn của Trương Anh là một sự lựa chọn. Không chính xác. À, trời ơi, Susie ơi, là Susie. Đã nói rồi. Chúng tôi đã nói rồi, đụng tới hoàng tử tiễn đưa thì làm sao ở đây được. Susie ơi, không có buồn con mẹ đừng nha. Có buồn mẹ con nha Susie ơi. Có gì qua chú thương con, chú sẽ dạy con nha Susie ơi. Đây, thưa quý vị, nhím thuộc bộ gặm nhấm, nhím đẻ một năm hai lứa, mỗi lứa đẻ 1-3 con. Như vậy là hai dấu O của Quách Ngọc Tuyên đã có và vừa rồi là mình đã lời sai nên cơ hội giành chiến thắng đã thuộc về Quách Ngọc Tuyên, lựa chọn Hồ Hoàng Hiếu. Đây là câu hỏi dành cho Quách Ngọc Tuyên, nhưng với sự hỗ trợ trả lời của Hồ Hoàng Hiếu. Người ta thường xác định tuổi của con ngựa dựa vào bộ phận nào? Mình nghĩ là con ngựa xác định số tuổi của nó cũng có nhiều cái trường hợp. Ví dụ như là cái mặt nó sẽ già hơn nè. Ủa thì mình lớn lên mặt mình cũng già mà. Hiểu rồi. Đúng rồi. Con nào mỏng có nếp nhăn sổ. Nếp nhăn đó, nhìn kỹ vô mấy cái khóe mắt rồi nó nhăn. Anh Hiếu, có đâu nữa. Anh nhìn Buka anh đóng bao nhiêu tuổi? Trời ơi, nếp nhăn của ngựa. Buka rất là lò. 35, bị già nhiều. Chỉ biết là già đó chứ không biết được cụ thể số tuổi. 25 thôi. Ngay cho gần, ví dụ con người mình sẽ có những cái vết chân chim hay là những cái vết ngang ngay mặt. Ví dụ cái mặt như vậy là mặt con ngựa đi thì vết nhăn nó nằm ở đâu? Anh ơi, mình phải nói gì khoa học đi anh ơi. Nó sẽ nằm ở đâu nếu như mình so sánh với một mặt người? Con ngựa thì nó hay cười hai cái râu rồng. Thứ hai mình có thể xác định vô cái lông của nó hoặc là cái móng ngựa. Lông, móng. Cái lông là nó càng già nó càng rụng đó. Càng già càng rụng hả? Thì đó mới xác định được tuổi. Có lẽ giờ ta đi đếm từng cọng lông ngựa. Hiểu, chốt đi. Thôi giờ chọn cái... Cái răng. Cái răng, cái tóc là gốc con ngựa. Nghe nè. Sao? Nói lại nè, em biết cái răng cái tóc là gốc con người nhưng mà tại vì có con ngựa em nói vậy thôi. Em biết mà anh nghe cái gì vậy? Anh kỳ thị anh vậy? Anh mới là kỳ thị em nãy giờ, em không dám nói gì luôn, em sợ. Anh đang tạo ra tiếng cười cho chương trình thôi mà. Ok. Không, anh câu gì nè, cái răng sao? Cái răng cái tóc là gốc con ngựa. Trời ơi. Thôi cứ theo chương trình anh đi. Tại vì răng nó cũng xác định tuổi người thì ngựa cũng là răng. Xác định tuổi ngựa dựa vào răng của Hồ Hiếu, xin hỏi Quách Ngọc Tuyên có tin hay là không? Theo tôi biết là do cái vằn của con ngựa hả? Tuyên, tin hay là không? 5, 4, 3, 2... Không tin. Nếu như Tuyên không chính xác thì một dấu ít đã thuộc về Trương Quỳnh Anh. Và nếu như điều đó là sự thật thì em đang có cơ hội chiến thắng bởi vì em chỉ cần chọn Harry Won mà trả lời đúng là thắng. Thật ra thì bây giờ em đang rất là áp lực luôn. Cho nên nếu như mà anh Tuyên trả lời đúng thì em cũng mừng, tại vì em được đi về. Tại nãy giờ em đứng đây anh Giang anh nói em mồ hôi, em chảy mồ hôi, mẹ mồ hôi bay tùm lum tùm la, em mệt luôn á. Thì các em tới đây là gặp mọi người em chơi vui thôi mà anh Giang làm em căng thẳng quá. Nếu như mà bây giờ anh Giang làm vậy là chết rồi. Anh Giang biết chung cư nhà em đang mời hoàng nàng người ta té chung cư với nhà con cái chung cư buồn lắm đó. Dám qua lại cái cho nên là bây giờ nếu mà anh Tuyên mà thắng cái này em cũng mừng luôn đó. Thắng cho rồi đúng không chị? Giang chơi áp lực cao quá. Cho anh Tuyên thắng rồi, đi về đó
lựa chọn của Quách Lộc Tuyên là lựa chọn không chính xác, còn áp lực nữa. Xui cho chị rồi. Chưa bao giờ có ai thắng được bất mạc gì hết trơn á anh. Thưa quý vị, như vậy là Quách Lộc Tuyên trả lời không chính xác. Một dấu ít đã thuộc về Trương Quỳnh Anh. Vậy Quỳnh Anh nói đúng rồi đó. Cái răng, cái tóc là góc con ngựa. Đúng rồi. Đúng vậy rồi. Là chỉ hay chứ. Các nhà khoa học tại Đại học Arkansas, Mỹ cho biết mặc dù không chính xác 100%, nhưng bằng cách kiểm tra răng, ta có thể dự đoán được gần đúng độ tuổi của một con ngựa nếu không biết ngày sinh. Wow. Và bây giờ là Trương Quỳnh Anh sẽ bước vào vị trí chuẩn bị chiến thắng. Không. Và ở lại với chương trình. Không ở lại với chương trình nữa đâu. Sợ. Sao vậy? Sợ anh Giang. Vậy thôi anh Giang đi về số này đi. Em phải làm anh chị luôn. Không, nhưng mà chị ơi, chị phá giải được lời nguyền rồi. Ai chọn anh Hiếu cũng về hết á. Không, hiện tại chưa về thôi, bây giờ sẽ về. Đây, em sẽ chọn Harry Won. Chị Harry. Harry Won được chọn. Và đây là câu hỏi dành cho Harry Won. Màu đen trong ngày hội mua sắm Black Friday để chỉ cái gì? Thật ra thì cái chuyên môn này nó không có thuộc về em, nó thuộc về chồng em mới đúng. Đúng. Tại vì chồng em là một người rất là nghiện shopping. Và Black Friday bên Mỹ là bình thường là nó rất là nhiều ngày và nhiều ngày xả xui. Ví dụ như là Halloween Day và Black Friday cũng là xả xui luôn. Đó là cái giả định của rất là nhiều người nói. Nhưng riêng Harry Won thì lại nghĩ hơi khác. Harry nghĩ là cái Black đó không phải là xả xui và cũng không phải là cái gì đó đen tối, mà là nó là có lời. Cái gì? Có lời. Đúng là không hiểu thiệt. Đen thui âm mưu sao lời? Tại vì em đã học thống kê, em đã là làm kế toán ở bên Hàn Quốc. Thì lúc đó em thấy cái con số nào mà màu đen có nghĩa là có lời, còn màu đỏ là bị nở. Giống như là thị trường chứng khoán vậy đó hả? Dạ. Em nghĩ là Black đó có gì đó liên quan tới có lời, cho nên người ta thường đặt tên là Black Friday. Black và Black Money đó hả? Dạ. Harry Won lựa chọn màu đen đó đơn giản là có lời, có lợi nhuận thôi. Dạ. Xin hỏi Trương Quỳnh Anh có tin hay không? 5 4 3 2 nhanh. Tin. 1 tin. Và em đã chọn là tin. Dạ. Nếu như em chính xác thì em là người chiến thắng. Khỏi lại nữa. Và ở lại với chương trình. Hả? Hả? Sao? Không, là... Lựa chọn của Trương Quỳnh Anh là một lựa chọn. Chính xác. Anh Giang ơi, vỗ tay nào. Anh Giang ơi, em thấy thắc mắc ghê luôn á. Trương Quỳnh Anh hồi nãy anh Tuyên thoáng thắng cái là đúng cái là vậy, còn bản thân mình thắng cái là Harry. Harry, Harry biết sao không? Nó căng thẳng tới cái mức mà đúng em không muốn vỗ tay luôn. Đây. Đáp án là có lời ha. Ngày xưa nhân viên kế toán viết số lời bằng mực đen, số lỗ bằng mực đỏ. Thuật ngữ in black thể hiện tình trạng doanh nghiệp làm ăn có lời, tương phản với tình trạng lỗ là in red. Như vậy là Trương Quỳnh Anh là người chiến thắng. Thế thương bà già nữa. Cô ấy sẽ vào phòng chờ và chờ đợi người chiến thắng trong cặp tiếp theo. Còn Quách Lộc Tuyên sẽ dừng lại và ra về với tiền thưởng là 5 triệu đồng. Bắt tay cái. Sẽ còn gặp lại chúng ta nữa. Em còn áp lực nữa hả? Lạnh nó trơn luôn là tiền. Thưa quý vị, trước khi đến với cái cặp tiếp theo, mời quý vị cùng chúng tôi về làm tập vậy lại. Cảm ơn quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Bây giờ là cặp đôi tiếp theo, Dương Thanh Vàng và Quỳnh Hương. Wow! Wow! Đến chơi! Hey! Yo! Tay! Đúng rồi! Wow!
Thưa quý vị, chúng ta thấy giống như vừa rồi là trong một cái club ngày xưa đó. Dạ. Có một người diều nhảy cho các bạn đẹp á là Dư Thanh Vàng đó. Ủa mà người ta con gái người ta mặc đồ giản đơn giản dị mà em sao mà nơ đùm lum la vậy? Sao càng ngày càng nhấn như vàng. Cái đó là Dương nha. Dương Thanh Vàng phong cách bồi bàn, phong cách bồi bàn. Phong cách bồi bàn. Trời ơi. Ác của Bu Ca. Ủa mà nhìn lên thấy là ba anh chị là mặc đồ đẹp lắm luôn á, rất là vô bộ nha. Hợp ghê á. Em tháo cái nơ là đẹp hơn nhiều quá vàng. Đó được rồi, như vậy lần hôm nay hai bạn trẻ đến đây là Dư Thanh Vàng và Quỳnh Hương ha. Quỳnh Hương giới thiệu đôi nét về mình đi em. Xin chào mọi người, xin chào anh Trường Giang và xin chào khán giả đang xem chương trình Chọn Ai Đây. Em tên là Quỳnh Hương. Hôm nay là lần đầu tiên em gặp tất cả mọi người ở ngoài và em cũng nghe câu là tin tưởng những người mà lần đầu tiên mình gặp á, nên hy vọng mọi người sẽ cho em một cái sự tin tưởng đó nha. Wow, bé nói chuyện vàng dĩ quá trời. Anh chị cũng vậy. Được. Luật chơi thì hai bạn đã biết rồi. Xin hỏi ai là người chơi trước? Vàng chơi trước em, đi em. Em chơi trước. À em chơi trước. Em chọn cái người mà cùng màu mạng với em, đó chính là màu xanh. Ồ, màu mạng. Quỳnh Lập là người được chọn. Mạng thủy. Thưa quý vị, mời quý vị cùng chúng tôi đến với cặp đôi thứ hai. Câu hỏi dành cho Quỳnh Lập. Đứa con gái đầu của chị giàu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố có tên là gì? Mình đi thi mà, cho nên mình có nhiều cái kiến thức về văn học lắm, về nhân loại lắm. Thì hồi người xưa mà họ hay đặt tên là Dậu này, Tý rồi này nọ các kiểu trong 12 con giáp. Thì khi mà đẻ con ra thì phải lựa cái tên ta gọi là có trong cái 12 con giáp ta có là tướng hành xung hay là tam hợp. Ví dụ như tướng hành xung như là Tý Ngọ Mẹo Dậu. Dần thân tị hợi. Dần thân tị hợi. Tý Ngọ Mẹo Dậu. Thì không thể nào mà đặt tên con gái là Tý được. Đúng không? Là đây là Tý. Tý là con trai. Anh là ở nhà tên Tý nè. À anh tên Tý. À anh Tý. À anh Tý, anh Tý. Mọi người ơi, mọi người có đọc Thần Đồng Đất Việt không? Có. Đó. Tý là nam. Sửu là ai? Cái sửu. Cái nữ đúng không? Cái sửu là đó, thấy không? Có nghĩa rằng là có sự liên kết của cái tác phẩm Tắt Đèn này với Thần Đồng Đất Việt. Nên con gái có tên con là Sửu. Như vậy là Huỳnh Lập đưa ra thông tin là con gái đầu của chị Dậu tên là Sửu. Không biết là Quỳnh Hương có tin hay là không? Sửu cũng là tuổi của em. Năm. Sửu. Trời ơi, vậy luôn hả? Hai ta. Nhưng mà hai, có nên tin không ta? Một. Không tin. Không tin. Không. Trời ơi em ơi. Trời ơi em ơi. Em chọn cái mạng hợp của em không tin là sao? Thật ra là em thích anh lắm luôn á. Trời ơi, thích anh tại sao không tin anh? Nhiều khi thích anh quá rồi anh lỡ anh cho em một cái gì đó hụt hẫng nào. Như vậy là sự lựa chọn của Quỳnh Hương là không tin. Và thưa quý vị thân mến, lựa chọn vừa rồi là một sự lựa chọn chính xác. Đáp án phải là Tý. Như vậy là với sự lựa chọn chính xác của nữ mang về một dấu ít, xin chúc mừng. Bây giờ mời Dư Thanh Vàng. Em sẽ chọn một thần tượng của em trong cái lĩnh vực trí tuệ. Em rất tin tưởng và em luôn luôn hâm mộ người này. Lê Dư Bảo Lâm. Dương Phạm. Trời ơi, hâm mộ anh à. Dạ. Về trí tuệ à? Tôi nghe cái tôi tỉnh ra liền. Anh làm sao mà cho người ta biết anh là người trí tuệ vậy, chỉ em với. Anh ghi cho Facebook anh là người trí tuệ. Cái gì vậy? Hồi nãy như phải nói là em xin chọn một thần tượng về trí tuệ của em thì Lê Dương Lâm đứng lên. Đúng rồi anh. Anh cũng nghĩ vậy nhưng mà cũng còn nghĩ lại là nếu mà lựa chọn là thần tượng về kem trộn mới là Lê Dương Lâm. Trương Phạm. Vâng ạ. Hỏi câu này với Trương Phạm, hỏi làm gì ta? Trời. Sao vậy anh? Hỏi em dễ quá đi. Hả? Vậy hỏi em đi. Hỏi em đỏ đi anh. Bóng bóng mang bàn. Ủa thôi. Biết chưa. Vậy là người... là MV Việt Nam có lượt view cao nhất YouTube Việt Nam. Vậy về nhì là MV nào? Ồ khó à. Không, cái này là đúng là một sự tự hào của nhóm 365 mọi người. Mọi người hãy giúp Jun hát lại bài hát đi Jun. Không rảnh, không rảnh. Không rảnh. Thôi hát đi. 2, 3. Hai cô tiên là hai cô tiên. Hai cô tiên là hai có tiền. Bông 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 gì đó. 2, 3. Bông 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 lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Bông 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 lên ăn cơm ăn cháo hoa nhà người. Cảm ơn mọi người. Rồi quá. Thật ra cái bài Bóng Bóng Bang á là cái bài là hit nhất của 365 và cũng là hit nhất Việt Nam bây giờ luôn. Tại vì dạ, cái đó là cái bài hay nói là cho em bé ăn cơm. Đúng. Là lẹ em bé sang cơm. Em ăn em cũng nghe bài đó nữa. Vui đây, tôi lớn hai con tôi bằng bài đó đó. Vậy là cảm ơn. Dạ, nhưng mà em có biết là cái bài thứ hai mà cao cũng ngang ngửa MV, mà thấp hơn MV MV cũng là Bóng Bóng Bang luôn. Nhưng mà không phải là 365 hát.
mà là một bé khác hát. Bé Xưng Mai. Không. Sai. Con cò bé bé. Không. Cô đó là bé Bảo An. À. Bé Bảo An hát bài Bóng Bóng Bang Bang. Cao lắm đó nha. Version của 365 là 459 triệu. Wow. Lượt view trên YouTube. Còn bé kia là khoảng 420 mấy triệu. Xin hỏi Dương Thanh Vàng có tin vào Chun Vạm hay không? 5 4 Người tin tưởng đó. Em tin anh John. Tin. Yes. Em tin anh John. Và lựa chọn của Dương Thanh Vàng là một sự lựa chọn không chính xác. Ủa sao kỳ á? Đáp án phải là xúc sắc xúc sẻ. MV ca nhạc xúc sắc xúc sẻ của bé Bảo An đã sở hữu 397 triệu lượt xem. Wow. Trở thành video ca nhạc ở Việt Nam có lượt view cao thứ hai chỉ sau bài Bóng Bóng Bằng Bàn của nhóm 365 thôi. Anh lộn bé bồng luôn. Bà tôi sẽ dễ thương. Hát với Phi Long á. Đúng rồi. Em mất niềm tin nhẹ xuân xuân rồi. Năm mới năm mè ha, nhà nào còn thức. Rồi, như vậy là một dấu ít tiếp tục thuộc về Quỳnh Hương. Quỳnh Hương hiện tại đang có rất nhiều con đường để đi. Em xin chọn người chị Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ. Nếu như không đứng lên là mình sẽ không được nhận lương. Đúng vậy. Trong ca khúc Anh Thanh Niên của Huy R. Mô tả tóc anh thanh niên giống nghệ sĩ nào? Quỳnh Hương đã từng nghe bài hát Anh Thanh Niên chưa? Dạ em có nghe. Anh thanh niên năm nay đang còn trên 30 rồi. Không, mà chúng tôi không có nhu cầu. Chúng tôi không có nhu cầu. Hát sẽ bị lộ trong cái lời. Em chắc nhưng em vẫn muốn hát. Khúc đầu đâu có khúc đầu đâu có đâu, hát xa lắm mới có. Xa lắm. Lên quay, lên quay, lên quay. Hát đi chị hát đi. Anh thanh niên năm nay là con trai 30 rồi. Cả năm năm nghìn rồi, con ai nhìn trà đá. Rồi vô câu hỏi đi ạ. Tuột đường mà ham hát lắm. Luôn luôn on face để biết hết chuyện trên đời. Đăng cái status bình thường mà cũng được ngàn like. Sở dĩ mà ảnh đăng một cái status mà được ngàn like là bởi vì cái like nằm chỗ mái tóc của ảnh. À anh mua like bà ơi. Không. Ủa đúng, mua like. Có, ảnh mua chung chỗ tôi mua mắt, ông mua like nè. Có mua like. Biết. Ủa, vậy là mấy cái like bên anh là anh mua không hả? Anh mua không nè, em thấy ai coi anh. Câu hỏi của chúng tôi là trong ca khúc Anh Thanh Niên của Huy R, mô tả tóc anh thanh niên giống nghệ sĩ nào? Thì đó là người ta like là bởi vì người ta thích cái mái tóc của ảnh quá. Và bản thân Lâm Vĩ Dạ đã từng làm việc với Huy R rất nhiều, một đứa em của Dạ. Và mình cũng thắc mắc, mình hỏi là ủa tại sao cái lời hát lại như vậy. Thì em nó có giải thích là bởi vì anh thanh niên mà Huy R viết nên là một người có một mái tóc rất đẹp. Mái tóc đó là mái tóc của anh Bo. Anh Bo sửa xe đạp của Đào Hẻm hả hay sao? Dạ không, anh Bo chính là đang trường. À, anh Bo đang trường. Anh Bo đang trường là thần tượng của Lâm Vĩ Dạ và các bạn trẻ một thời. Hai mái ngày xưa xem đi nữa. Tóc giống như thanh vàng. Đó, giống anh vàng đó, hai mái. Đúng rồi. Ủa sao cho cái mặt em nó khác dữ vậy vàng? Anh Bo để đẹp lắm luôn á. Bớt dập em nói lại, tội em đó. Câu trả lời cuối cùng của Dạ đó chính là mái tóc hai mái huyền thoại một thời của anh Bo đang trường. Xin hỏi Quỳnh Hương biết anh Bo đang trường không? Dạ biết chứ. Phải biết chứ. Thế thì có tin vào Lâm Vĩ Dạ hay là không? Sở dĩ mà ảnh đăng một cái status mà được ngàn like là bởi vì cái like nằm chỗ mái tóc của ảnh. À, anh mua like bà ơi. Không. Bữa nói tôi mua like. Không có, ảnh mua chung chỗ tôi mua mắt, ông mua like nè. Không có mua like. Biết. Mái tóc đó là mái tóc của anh Bo. Em tin chị nhưng mà 5 4 nhưng mà 3 2 em vẫn tin 1. Chị tin. Tin nha. Lựa chọn tin vào Lâm Vĩ Dạ. Chết rồi. Bỏ tài là một sự lựa chọn. Nếu như có cái gì đó chị xin lỗi em. Rồi vô xin lỗi chú luôn à. Đây là sự lựa chọn chính xác. Tóc hai mái, tóc rẽ ngôi giữa hay tóc bổ luống vốn là kiểu tóc được ưa chuộng của ca sĩ Đan Trường. Đây từng là kiểu tóc của các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 rất là mê thập niên 90 rồi ha. Chúng ta cùng nghe lại cái đoạn rap này. Okay. Anh kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy con phim trên đường. Sự xóa sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như Đan Trường. Đó, anh Bo đó. Trời ơi. Nghe rất là rõ ràng bên tai luôn. Đó. Rồi, như vậy là một dấu ít nữa thuộc về Quỳnh Hương. Ủa,
Ủa nãy giờ ai chơi hả? Hình như Quỳnh Hương có chơi không vậy? Ủa chơi không? Ủa Vàng ơi, sao có dấu o nào trơn vậy ta? Vàng là em bây giờ phải chặn rất là nhiều đường luôn á. Bây giờ là em thấy đường nào cũng chết hết trơn. Rồi bây giờ là lượt của Duy Thanh Vàng, chắc chắn sẽ chọn Hiếu. Hiếu thì thật lòng, nhưng mà Hiếu thì bị một cái khác nhược điểm là hoàng tử tiễn đưa. Em đã coi rất nhiều tập của chương trình rồi. Còn tiễn đưa người đẹp mà đưa con gái không ạ? Với lại em chọn anh Hiếu. Anh chọn anh Hiếu. Trai không đưa đâu, yên tâm. Ai đẹp anh mới đưa. Hả? Đẹp mới đưa, đẹp mới anh đưa. Anh đưa con trai mà anh đưa anh Vũ Hà về đó. Đó là đưa bà ngoại. Bà ngoại. Bà ngoại. Đây là câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu. London nổi tiếng với tháp đồng hồ Big Ben. Vậy Big Ben tên gọi của cái gì? A tháp, B đồng hồ, C chuông. Cái chuông á, cái chuông mỗi lần gõ kêu beng beng beng. Ủa đâu? Rồi biết đâu, biết đâu. Cũng có lý á. Biết là cái ông gõ, ông là không biết nha. Em cầm cái đó em vọng cho người. Đây nè, em sẽ là biết nha. Biết beng. Nhưng mà nếu mà gọi là beng biết beng. Đó là biết này. Nếu mà gọi là chuông Big Ben thì đâu có ai gọi đâu. Người ta chỉ gọi là tháp Big Ben thôi. Đúng không? Nhưng mà đã là tháp rồi mà sừng Big Ben nữa là sao? Cái tên của tháp. Tên của nó. Ví dụ như nhà thờ Đức Bà, kiểu vậy. Big Ben nhóm nhạc là tháp nhóm nhạc. Tháp chuông. Lựa chọn của Hữu Hiếu là gì? Chọn là chuông Big Ben. Phải là tháp chuông chứ sao? Tháp chuông. Trời ơi mọi người ơi. Em tới chương trình này em bị rối loạn, em rối não luôn á. Cả chung cư là mọi người đã rất là náo nhiệt. Hồ Quang Hiếu chọn là chuông. Chuông. Có tên Hồ Hiếu là không? 5 4 3 Em hai. Tin Hồ Quang Hiếu. Em tin anh Hồ Quang Hiếu. Hello. Tin luôn. Hello. Bye bye em. Và lựa chọn của Duy Thanh Vàng là tin rằng đó là chuông. Là lựa chọn. Chính xác. Như vậy một dấu o tròn đầu tiên thuộc về Duy Thanh Vàng. Có một hồi chuông để chúc mừng Dương Thanh Vàng. Dạ. Bèm bèm bèm. Chị ơi. Okay, cái chuông bà. Dạ ơi. Cái dạ. Chuông chúc mừng gì cái hề vậy? Dạ chết dạ. Bèm bèm bèm. Nãy giờ bà kêu em gõ bà hoài luôn á. Em nói không có vui đâu chị ơi. Mình bắt em gõ bằng người. Không vui mà làm hoài. Đây. Tháng 6 năm 2012, Big Ben đã chính thức được đổi tên thành tháp Elizabeth để kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Big Ben là quả chuông lớn nhất, nặng khoảng 13,5 tấn trong số 5 quả chuông của tòa tháp. Đó, không phải là không phải là. Bây giờ 13,5 tấn. Có thể là lúc kết thúc mà treo là được. Vị trí được chọn sẽ là anh Lâm ơi, có kết thúc không anh Lâm? Kết thúc. Kết thúc. Anh Lâm. Cảm ơn em. Lê Duy Vũ Lâm. Xốp hơi bong bóng có nghĩa là cái miếng mà hay bọc cái tivi, bọc laptop mà nó có bong bóng ở trong, mình bóp cái tẹt tẹt tẹt. Hay bóp bóp. Đó. Xốp hơi bong bóng được sản xuất với mục đích ban đầu là đóng gói hàng hóa, đúng hay sai? Wow. Thì ban đầu nó không phải là cái dụng cụ để gói hàng. Bây giờ thời buổi mình là lấy dụ gói thủy tinh rồi đi bưu điện rồi sợ bể, cho nên phải gói cái cục đó. Nhưng mà trước đây năm 1957 thì ở Thụy Sĩ những trẻ em mà tự kỷ rất rất là nhiều. Mà mỗi khi những trẻ em tự kỷ đó lên cơn lên nó sẽ đập đầu, và nhiều khi đập đầu vô tường cái nó bị tổn thương. Chính vì vậy hai nhà khoa học người Thụy Sĩ là tên gì? Tên gì? Roy Sunun và Larsena. Roy Sunun và Larsena. Hai người này đã sản sinh ra một loại giấy dán tường. Sản sinh là tao đẻ ra. Phát minh. Hai người đó đẻ ra cái giấy hay gì vậy trời? Hai người này đã phát minh ra loại giấy dán tường để những trẻ em đó mỗi khi mà lên cơn đập vào, dội ra thì những bóp nó lẹp tẹp không bị tổn thương. Trời anh Lâm nói là đáp án là sai. Sai. Anh Lâm anh nói trong cả một sự cố gắng của anh luôn á. Thưa quý vị, lựa chọn của Lê Dư Bảo Lâm là sai. Quỳnh Hương tin hay là không? Thật ra cái ý của em cũng giống như cái ý của anh Lâm. Nhưng 4, mà nghe 3, cái tên hơi hoang mang quá, em nghĩ là em tin anh Lâm. Yeah. Tin. Nếu như lựa chọn này là lựa chọn chính xác thì Quỳnh Hương sẽ chiến thắng và bước vào vòng đối đầu, và Dương Thanh Vàng sẽ dừng lại với phần thưởng là 5 triệu đồng. Quá nhiều. Ai. Rồi. Và lựa chọn của Quỳnh Hương tin theo Lê Dương Vũ Lâm
là một sự lựa chọn. Chính xác. Năm 1957, hai kỹ sư người Thụy Sĩ không có cái tên Lê Dung Lâm đọc hồi nãy, cố gắng tạo ra một loại giấy dán tường có bề mặt thật sự nổi bật hơn những loại giấy dán tường có sẵn bằng cách dán hai lớp màng với nhau. Và ba dấu ích liên tiếp hàng chéo đã giúp Quỳnh Hương chiến thắng. Xin chúc mừng. Nhanh quá à, em chưa kịp cảm nhận chương trình luôn, nhanh quá. Về coi lại để cảm nhận nha. Và Dương Thanh Vàng sẽ dừng lại với 5 triệu đồng và Quỳnh Hương sẽ bước vào vòng trong để gặp gỡ với Trương Quỳnh Anh. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với cuộc đụng độ đó, mời quý vị cùng giải lao trong giây lát. Và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây. Cặp đối đầu ngày hôm nay là Trương Quỳnh Anh và Quỳnh Hương, hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Mọi người hãy nương tay một tí, đừng làm cho các em, các cháu bị áp lực. Thì ra anh là đó, người anh phải nương tay á. Anh đó, mới làm người áp lực là do anh. Anh lùi người ta không à? Không ai làm gì hết trơn á. Rồi, hai bạn ai sẽ là người chơi trước? Quánh tôi xì đi. 1, 2, 3. Rồi, mời quyết định. Em chơi trước đi. Rồi, chơi trước. Hãy chọn vị trí. Em chọn chàng trai mặc bộ vest màu nâu. Yeah. Chào em. Yeah. Mình chuyện làm rồi mọi người ơi. Quang Trung là người được chọn. Và bây giờ thưa quý vị, cuộc đối đầu xin được phép bắt đầu. Câu hỏi dành cho Quang Trung. Yeah. Mỗi khi trời nóng, loài gấu koala lại ôm thân cây để làm cái gì vậy? Lại là gấu koala nữa rồi. Để giải mà. Koala dễ thương muốn chết. Sở trường của em mà, em thích gấu koala lắm. Chị hả? Thiệt ra mọi người luôn nghĩ những loài động vật sẽ có những cái tập tính gì đó kỳ lạ, nhưng mà thiệt ra rất đơn giản thôi. Khi trời nóng á, nó ôm cái cây vậy nè, để cho nó không nóng. Mượn cái cây ôm thưa cô anh nóng không? Xin hỏi Quỳnh Hương tin hay là không? Đây có cái cây nè, ôm thử coi có nó bớt nóng. 5, 4, 3. Em không tin anh. Không tin. Anh xui rồi. Và sự lựa chọn của Quỳnh Hương. Là sự lựa chọn không chính xác. Đỡ nóng đó. Hành vi ôm thân cây kỳ lạ của gấu túi thực chất là một cách làm mát cơ thể vô cùng độc đáo của chúng. Kết quả đo nhiệt độ các thân cây hé lộ vào những ngày nắng nóng đến 39 độ thì chúng dịu mát hơn không khí tới 7 độ C. Thế là cái cây này ra là vậy. Đúng ra giờ có cây để ôm là mình mát. Anh không ngờ là em thông minh như vậy. Với việc trả lời không chính xác, một dấu O đã thuộc về Trương Quỳnh Anh. Wow. Cười lên phải sao buồn vậy, sao mặt em rất là buồn vậy đó. Sao buồn quá vậy? Không phải, tại vô kia nãy giờ là cũng ngồi định thần lại rồi, nhưng mà vẫn còn hoang mang với chương trình này. Tới lượt mình chọn. Chọn Lâm. Yeah. Hay quá. Lê Dương Bảo Lâm được chọn. Câu hỏi dành cho Lê Dương Bảo Lâm. Khi ta nhắm mắt, màu sắc ta quan sát được có phải là màu đen không? Mời chị Trương Quỳnh Anh nhắm mắt lại và cảm nhận theo lời nói của em. Chị thấy em. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoan. Đấy, đọc cánh đồng hoan chưa? Một màu nâu nâu. Thôi, một màu tím tím. Màu nâu tím mắt em tôi sao dịu dàng. Sao mai hỏi? Sao mai vũ mai chứ? Khi mà chị nhắm mắt chị thấy màu gì nè? Thì em nói tới màu gì là chị thấy màu đó đó. Vậy chị tin em đúng không? Tóm lại là màu gì? Chị nhắm vào đi, nhắm kín lại. Đen thùi lùi không thấy hết trơn trời. Không thấy màu gì luôn á. Mình sẽ thấy màu đen huyền. Là câu trả lời đúng. Chú đã có tin hay là không? Chị ngủ luôn rồi. Ngủ chưa? Quỳnh Anh dậy. 4, 3,
Một. Tên. Tên. Thưa quý vị, lựa chọn vừa rồi là lựa chọn không chính xác. Trời ơi. Ơi. Nhìn thấy màu xám đậm. Khi ta nhắm mắt, màu quan sát được gọi là màu Igelgrau, là một từ tiếng Đức có nghĩa là màu xám đậm. Đây là màu sắc mà người ta thường nhìn thấy trong điều kiện thiếu sáng. Một dấu ít đã thuộc về Quỳnh Hương. Bây giờ lúc Quỳnh Hương sẽ chọn. Em chọn cô gái Buka. Buka. Ô hoàng chị làm rồi nha. Được lắm luôn. Được làm rồi. Được rồi. Bây giờ ngồi không hơi lâu. Câu hỏi dành cho Buka. Chôn dưới gốc cây vài tép tỏi giúp giữ cho cây hoa hồng không bị bọ ăn. Đúng hay sai? Trời ơi. Sai. Ai trồng cây mà không biết? Dạ, em xin phép được trả lời câu hỏi này là sai. Tại vì chôn những cái tép tỏi dưới gốc cây hoa hồng để cho không bị bọ hoặc sâu ăn, thì những người ta tạo ra những chất gọi là thuốc trừ sâu hoặc là phân bón, không có việc làm. Hay, cũng có lý. Hợp lý. Cho nên em nghĩ là sai. Vậy thì chị nghĩ là cái gì? Chôn một tép tỏi dưới đất thì chúng ta sẽ mọc lên được một cây tỏi. À, chôn là một cái đó. Tại vì tỏi là cũ đúng không? Nó sẽ đâm chồi. Hay vậy. Chôn cái nào mọc cái đó nha. Xin hỏi Buka, đáp án cuối cùng là đúng. Cái gì vậy? Ủa sao vậy chị? Em xin phép hôm nay lên phỏng vấn chị là sao vậy? Tỏi nó có nhiều tác dụng lắm. Nhưng mà tỏi gì? Sai thì người ta hỏi là cái gì? Tại vì mẹ em hay bỏ những cái tép tỏi vô cái thùng gạo để cho không bị sâu mọt. Thì chắc là trồng ở dưới gốc cây hoa hồng thì tỏi nó phân hủy. Nó hăng quá, hôi quá, kiến không bò lên ăn cây hoa hồng. Đáp án cuối cùng là đúng. Quỳnh Hương xin hỏi là tin. Quỳnh Hương ơi, chúng tôi quá mệt mỏi rồi, xin hỏi Quỳnh Hương là tin hay không? Năm. Hãy tin chị. Cuối cùng chị là sai đúng. Đúng. Chị là đúng không? Đúng. 2, 1. Em tin chị. Tin Buka. Trời ơi, không lẽ bây giờ hoa hồng có mùi tỏi? Lựa chọn của Quỳnh Hương là tin và Buka. Đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Trời ơi. Tỏi là một loại thuốc trừ sâu hữu cơ có tính hiệu quả kinh tế cao bởi chi phí thấp và khả năng tiêu diệt sâu bệnh tốt. Như vậy là một dấu ít nữa thuộc về Quỳnh Hương. Dĩ nhiên ngay bây giờ Trương Quỳnh Anh chỉ có một đường duy nhất thôi thưa quý vị và các bạn thân mến. Và em sẽ chọn. Em chọn chị Harry. Ok, chờ đợi em. Câu hỏi này dành cho Harry Won. Theo quy chuẩn thưởng thức sashimi truyền thống của người Nhật, cách ăn chính xác là như thế nào? Quá đơn giản luôn. Sao mà cái này quá đơn giản với em. Lấy đũa gắp. Ừ, cái đó cũng đúng đó. Hợp lý. Đúng rồi chị dạ. Ừ, tào lao. Tào lao. Nhật Bản nó nằm cái bên Hàn Quốc nên Harry cũng rất là rành những cái món gì mà liên quan tới Nhật Bản. Và sashimi thì bình thường người ta ăn kiểu gì? Không có ăn sống kiểu như bên Hàn Quốc, người ta sẽ cắt mấy cái da của nó, lấy cái đũa giống như dạ nói đó, cơm nước chấm và người ta để wasabi kế bên, không quậy nha. Sau đó thì lấy cái wasabi, lấy cái sashimi, người ta lấy cái cầm đũa, xong rồi người ta chấm cái đuôi của cái sashimi thôi. Và nếu người nào mà có nhu cầu muốn ăn wasabi thì chấm wasabi, chứ không được quẹo lên sai. Quậy lên ăn là sai. Chúng ta sẽ chấm những gì mình thích thì mình chấm chút, xong rồi thì ăn. Sao? Hãy nói về cái cách ăn wasabi đúng chuẩn, ngắn nhất có thể. Tại vì em nói tiếng Việt không rành nên câu chữ có thể sai với đáp án. Dạ, thì có nước chấm bỏ vô wasabi, nhưng mà không quậy. Lấy cái sashimi chấm vô, ai có nhu cầu muốn ăn cay vẫn dài chấm vô cái wasabi luôn, xong cho ăn thôi. Rồi, lựa chọn của Harry Won là gấp miếng sashimi chấm vào những gì mình thích sau đó ăn. Dạ. Xin hỏi Trương Quỳnh Anh. Dạ. Tin hay không? Trương Quỳnh Anh 5, rất rành những món ở Nhật đó. 3, 2, 1. Tin. Thưa quý vị thân mến, nếu đây là một sự lựa chọn chính xác thì cô ấy sẽ mang về một dấu O. Nếu không chính xác sẽ là cơ hội để Quỳnh Hương chiến thắng.
Thưa quý vị, lựa chọn vừa rồi là lựa chọn Nhật Bản. Nó nằm cái bên Hàn Quốc nên Harry cũng rất là rành. Có nước chấm bỏ vô wasabi nhưng mà không quậy, xong cho ăn thôi. Thưa quý vị, lựa chọn vừa rồi là lựa chọn không chính xác. Cái chính xác nhất là đơn giản thôi, lấy đũa gắp miếng sashimi vào cái phần dĩa của mình, sau đó gắp wasabi để lên trên, rồi sau đó gắp miếng cá đó, phun nước tương, chấm nước tương, chấm nhẹ vào nước tương và để vào lưỡi mình. Đơn giản đó là em có bước 2 không à, lấy xong rồi chấm vô nước tương rồi ăn thôi. Còn em là quậy xong em ăn không à? Ăn sai hết trơn. Vì khi mình bỏ cái wasabi vào nước tương mà mình quậy đi thì phá vỡ cấu trúc của hai mùi vị của hai loại đó luôn. Bây giờ là lượt của Huỳnh Hương. Chị Harry Won. Harry Won. Máu các loài động vật bậc thấp không có màu đỏ vì thiếu cái gì? Trời ơi, nó đơn giản thôi, tụi nó đâu có ăn thịt heo như em đâu. Phải có thịt, giống như là thịt bò hay là thịt heo hay là gì đó thì nó tụi nó mới có cái máu. Em ơi, mấy người ăn chay không có máu hả? Con người thì khác anh. À, con người thì con khác. Con người với con cá nó khác mà anh. Đúng vậy, tiếp tục. Con cá tụi nó chỉ có ăn mấy cái gì, con cá nhỏ nhỏ hay là mấy cái tảo, rau của biển. Dưới biển thôi. Tảo, ăn tảo, rêu. Mày ăn mấy cái thứ đó thì làm sao có máu được anh. Đó. Ủa thì nhưng mấy mà người... nói về mấy con trâu với con bò nó cũng ăn cỏ chị. Đang nói về con tôm cá. À vậy hả? Dạ. Rồi, tiếp tục nào. Thì tôm cá xác định là tại vì tụi nó không có ăn thịt. Ăn thịt con heo, con bò này nọ đó. Tụi nó chỉ ăn cá, ăn con phi... Nó chỉ ăn cá rồi ăn rau rồi thôi. À. Dạ, cho nên tụi nó không có máu đỏ. Rồi, đáp án là... Vì thiếu cái gì? Protein. Lựa chọn của Harry Won là vì thiếu protein. Xin hỏi Quỳnh Hương có tin hay không? Thiếu protein hả chị? 5, 4, 3, 2, 1. Em tin chị. Tin. Tin luôn. Nếu là chính xác là người chiến thắng. Nếu không chính xác, một dấu O sẽ thuộc về Trương Quỳnh Anh. Và lựa chọn của Quỳnh Hương, thưa quý vị, không chính xác. Xin lỗi mọi người. Nó không có hồng cầu đó, đúng không? Rất đơn giản, máu của động vật bậc thấp như tôm, cua chỉ có các tế bào trông giống như bạch cầu ở động vật bậc cao, chứ không chứa các tế bào hồng cầu. Vì thế máu không có màu đỏ. Một dấu O đã thuộc về Trương Quỳnh Anh. Bây giờ là lượt của Trương Quỳnh Anh. Một lần nữa, tin Trương Phạm. Rồi. Câu hỏi dành cho Trương Phạm. Trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Có coi không? Có. Trong vũ trụ điện ảnh Marvel, Thanos được sinh ra ở hành tinh nào? Titanium. Titanium. Ồ. Cái titanium mình như nó là hợp chất làm vỏ máy bay đúng không? Thì đúng rồi. Ủa em không có coi cái tập cuối cùng mà nghe là lên hành tinh ổng là đem titanium về nhiều lắm á. Thì hành tinh đó có gì là đặt là hành tinh đó nhiều titanium thì đặt là hành tinh titanium. Đó giống như trái đất. Trái đất mình nhiều đất. Đất là đất. Trái đất. Trái đất. Hợp lý. Hợp lý. Hợp lý chị hãy tin Jun. Titanium xin hỏi Jun anh tin hay là không? 5, 4, 3, 2, 1, không tin. Giận dễ rồi. Thế anh tức chị ghê luôn á. Trương Quỳnh Anh không tin đáp án là titanium. Và đây là một sự lựa chọn. Ôi Quỳnh Anh ơi, chính xác. Ủa tôi nhớ là titanium mà. Ủa sai thôi ra mà. Anh ơi không có đi ôm. Titanium không phải đâu, titan thôi à. Thanos được sinh ra trên hành tinh Titan bởi cặp vợ chồng Atlas và Susan, những hậu duệ đầu tiên của dòng giống Antonov trên hành tinh ấy. Như vậy là một dấu O nữa đã thuộc về Trương Quỳnh Anh. Bây giờ là hai đường luôn ha, hai lối đi luôn nha. Mình muốn chọn lối nào cũng được, quan trọng mình đúng thôi. Em chọn anh BB Trần. BB Trần được chọn. Ê cái lầu mình được quá, làm ăn được quá ha. Câu hỏi dành cho BB Trần. Kênh YouTube đạt 10 triệu lượt sub sẽ được tặng nút kim cương. Vậy khi kênh đạt được 50 triệu lượt sẽ được tặng nút gì? Trời ơi, đúng lĩnh vực của em luôn.
Đúng rồi. Khi mà mình được khoảng 100 ngàn á thì mình sẽ được nút bạc. Đúng rồi. 1 triệu á thì nút vàng. Đúng rồi. Còn á 10 triệu á là nút kim cương. Đúng rồi. Và tại Việt Nam mình thì cũng đã có rồi, đã có một cái nhóm là được nút kim cương rồi. Và em nghe nói nha, tại ở thế giới á là đã có người người ta nhận được 50 triệu lượt follow. Là một con số rất là khủng khiếp. 100 triệu có luôn rồi. Dạ, mà mọi người nghĩ đi. Nút vàng, nút bạc, nút gì cũng có rồi, kim cương cũng có luôn rồi. Bây giờ làm gì mà có cái gì mà hơn kim cương nữa. Đúng. YouTube mới nghĩ ra một điều chiều lòng được tất cả mọi người là... đó là cứ ai tới 50 triệu lượt follow thì muốn làm nút gì, YouTube sẽ đặc quyền làm cho nút đó. Ồ. Nếu có ai muốn làm nút áo thì làm, ai muốn làm nút tần, nút chai gì đó thì làm. Ê, cũng có thể nha. Mà đó là đặc quyền mà anh, đó là đặc quyền luôn. Hay quá. Nếu như mà lúc đó mà mình nói là à tôi thích một cái nút chai là người ta làm cho mình luôn. Dạ đúng. À. Nhưng mà người ta làm theo cái logo của mình. À logo của mình. Dạ. Rồi, tức là làm theo logo của cái kênh mình. Dạ. Nên gọi cái đó là gọi là nút đặc quyền luôn. À nút đặc quyền. Dạ. Đặt lúc nào làm lúc đó. Đúng rồi. Mà theo cái logo của cái kênh mình. Có người hay, được. Có người được luôn rồi. Hay à. hay. Quỳnh Hương. Tin hay là không? 5 4 Em 3. Không tin anh. Thôi rồi, bé này nó thật lòng vậy luôn mà không tin. Buồn ghê á, thôi em về trước nha mọi người, em về trước nha. Thưa quý vị thân mến, lựa chọn của Quỳnh Hương là một sự lựa chọn không chính xác. Thấy chưa? Thiệt á hả? Thiệt sự là vậy á hả? Đáp án là nút đặc chế Custom Play Button. Wow. Nút đặc chế này ở cấp độ 50 triệu lượt đăng ký, giải thưởng sẽ là một chiếc cúp được chế tạo đặc biệt theo logo riêng của tên. Hay đó, vậy em nói mà. Theo logo của kênh và màu sắc riêng, tức là đặt riêng cho mình. Thích gì làm, đó là đẹp chưa? Vậy là rất là đẹp. Trương Quỳnh Anh lại đang đứng trước cơ hội chiến thắng ở vị trí BB Trần. Bạn sẽ chọn? Sẽ chọn BB Trần. Rồi. Chị tên em. Cảm ơn chị. Làm cách nào để tay không bị cay khi thái ớt bằng tay Trần? Trời ơi, cái này em biết luôn. Cái này đúng nghĩa là thưởng thức gia đình quá dễ luôn. Cái này là mẹo á, đúng rồi. Cái này những người bà nội trợ biết hết quá à. Trời ơi, mà cái này em cũng biết nữa, tại vì em cũng có vô bếp này kia. Để khi mà mình cắt ớt á mà mình không để bị cay nóng tay á thì cái cách duy nhất là mình đừng dùng tay. Ủa chứ dùng gì vậy? Mình dùng chân hay dùng miệng hay là gì cũng được. Trời gì vậy? Nói chung là có rất là nhiều cách. Có rất là nhiều cách. Đừng có như vậy. Không. Em này bản thân em hay vô bếp mà tại em rất là thích ăn ớt. Nhưng mà mỗi lần dùng mà để mà cắt ớt á, em sẽ không bao giờ dùng dao. Tại rất là dễ bị... kéo. Đúng. Ờ có kéo cũng mình dùng kéo mà. Để cắt. Thích ăn ớt kéo hoặc, mà. Hoặc là những cái phụ nữ mà kỹ hơn họ sẽ mang bao tay. Mang bao tay không có bị nóng. Mang bao tay vẫn cay nha. Mọi người. Hai cái bao tay vẫn cay. Không, nhưng mà câu hỏi là để tay trần. Để tay trần. Thưa các anh chị thân mến, khi chương trình hỏi là nếu mình cắt ớt bằng tay trần, mình dùng gì để không cay? Có nghĩa là gì? Ta đang nghĩ rằng là nó sẽ dính vào tay đó thì mình dùng cái gì để nó khỏi cay. Chứ ai chẳng biết là muốn không cay thì đừng có cắt. Còn theo em biết là cắt ớt á thì mình sẽ pha dầu. Pha dầu ăn lên tay á thì cắt nó sẽ không bị nóng. Ê, đó, dầu ăn đó là một cái mẹo á. Dầu ăn. Có một thứ mà chữa cay nó hiệu quả ai biết? Sữa. Uống sữa. À vậy là nhúng sữa. Uống sữa vậy. Vậy mình cắt mình phải nhúng sữa hả? Lựa chọn cuối cùng của BB Trần là dạ, dầu ăn. Dầu ăn thoa lên tay. Xin hỏi Trương Quỳnh Anh tin hay không? 5 4 3 2 1 Yeah. Em nghĩ mà thoa dầu lên tay mà cắt không còn cay nữa, chỉ có một phương án duy nhất thôi là nó trơn đó chị, xong cắt bị vô tay bắt đầu thấy đau không còn thấy cay nữa. Lúc đó chảy máu ra rồi, quan tâm gì tới một hai cái cay. Chứ trơn lùi sao mà cái cắt đó đau quá. Nhưng mà cắt cái vậy thấy phiền quá hả? Đúng rồi, thế nào cũng vô tay à. Anh cảm giác là dơ. Không vô tay đâu. Trơn quá cầm cho ớt hoài không gọi hôi dục cho ớt khỏi cắt rồi. Thưa quý vị, lựa chọn của Trương Quỳnh Anh là tin vào BB Trần là một sự lựa chọn. Chính xác. Chính xác theo cách em vừa nói đúng không? Chúng ta thoa dầu lên tay thì cái độ cay đó nó không xuyên qua cái dầu để bám vào tay được nên sẽ không bị cay. Với việc mang về 3 dấu O hàng ngang thì cô gái tưởng như rụt rè, nhút nhát, áp lực nhưng lại chiến thắng và bước vào vòng đặc biệt Trương Quỳnh Anh. Hay quá. Chúc mừng
Quỳnh Hương. Cảm ơn mọi người. Quỳnh Hương là không may mắn thôi, mang về 8 triệu đồng tiền thưởng, xin chúc mừng. Và thưa quý vị, trước khi đến phần biệt, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Đây là vòng đặc biệt và Trương Quỳnh Anh cái gì cũng không biết, chỉ có cái đi tới cuối cùng là biết thôi. Hay. Bây giờ chín nghệ sĩ của chúng tôi có chín phong bì khác nhau, hãy chọn vị trí sau khi trả lời. Nếu chính xác thì chúng ta sẽ có 10 triệu đã có sẵn trong tay hiện giờ, cộng thêm số tiền có trong phong bì, mang về nhà cho chị con ơi, mình em nè. Chị ơi chọn ơi. Phải làm được dạ. Chọn em mà mọi người ơi. Câu hỏi như sau: phim hoạt hình chú vịt Donald từng bị cấm trình chiếu ở Phần Lan vì lý do gì? Trời ơi, hồi đó em khoái là chuột Mickey với Donald lắm. Em biết không Lạp? Đương nhiên, với cái ngoại hình là một sử tỷ gì cái sĩ tử như em thì kiến thức bao la mà cái gì cũng biết hết. Nếu mà cái việc cấm chiếu á thì bây giờ mình nói ở trong nước mình trước đi. Ví dụ những bộ phim nào thường bị vướng vào cái vấn đề cấm chiếu. Ồ, oh, ví dụ phản cảm, hở hang quá nè, không được mua bảo hiểm, mê tín dị đoan á. À, mê tín dị đoan, ok. Đó, có nhiều lý do để mà cấm chiếu. Nhưng mà phim vịt Donald nó là phim hoạt hình thì tại sao cấm chiếu? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại gì á? Nó không có mặc quần. Ủa không trời có mặc ơi, quần là kia. Nó nhạy cảm, nó nhạy cảm. Cái con gấu phu thì sao? Con vàng vàng mà mặc áo màu đỏ đó. Tại con đó là con gấu. Con gấu nó khác con vịt. Con gấu không mặc quần nó khác với con vịt không mặc quần. Với lại là tùy quốc gia. À. Phải đặt đó ở Phần Lan. Đúng rồi. Và lựa chọn cuối cùng là do con vịt không mặc quần. Trương Quỳnh Anh thân mến, tin hay là không? Nên tin em không? 5 Tin đi 4 3 2 1 Tôi tin, tôi mệt quá rồi. Tôi mệt quá rồi, tôi tin. Ôi giống như là bị ép vậy đó. Tội nghiệp chị. Ép buộc. Ép buộc chơi. Và đáp án của chương trình tin vào hình lập là một đáp án. Hơi ngộ nghĩnh. Tại sao con vịt mà phải mặc quần? Trừ nên tin. Đó là câu trả lời chính xác. Ủa sao mà vô lý vậy trời. Hình ảnh không quần phản cảm của Donald khiến bộ phim hoạt hình bị cấm chiếu ở Phần Lan với lý do ảnh hưởng không tốt tới trẻ em. Như vậy là Donald chiến thắng và sẽ có một số tiền 10 triệu đồng kèm theo số tiền trong phong bì Quỳnh Lập. Xin mời. Trời ơi. Cái gì vậy? Như vậy tổng cộng số tiền Trương Quỳnh Anh mang về là 11 triệu đồng. Tiếc ghê. Bây giờ chúng ta hãy tìm xem những số tiền lớn này nằm ở đâu. Xin mời. Mười triệu nằm ở Lâm Vĩ Dạ. Nói chung là tới đây rụt rè rồi, không biết gì mà lấy 11 triệu của chương trình về. Cảm xúc ngày hôm nay sao? Không thích đó nha, mà cũng được tiền. Không phải, thích là tại vì thích chương trình, thích mọi người cho nên tới. Còn cái chuyện mà thắng hay thua thì mình không quan trọng. Nhưng mà ý là đừng có để cho em về sớm quá, lên sóng có chút xíu thì cũng kiểu như là mất thời gian trang điểm, thay đồ, đồ này nọ. Cuối cùng đây là cái game show mà em về trễ nhất từ xưa đến giờ đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là hôm nay là tất cả mọi người đều dễ thương. Và dễ thương nhất là phải nói đến quý vị khán giả đã ngồi tới giờ này theo dõi chương trình của chúng tôi. Đó là điều hãnh diện. Xin hãy nhớ chương trình do Đài Truyền hình Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối ban tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị.
Sao bình thường mình chườm nước đá vô mắt cũng thấy lạnh mà. Cái gì em lạnh? Con mắt không lạnh. Bớt đúng điệu lại. Trong chương trình này một người phụ nữ đừng đúng điệu, đó là Harry thôi. Còn hai đứa còn lại đừng đúng điệu giùm anh. Sao chị đi lớn tuổi hơn mà vẫn được đúng điệu vậy? Đẹp em. Xấu hay vậy? Đừng có hậu. Nghệ sĩ Hứa Minh Đạt là ca sĩ Hồ Việt Trương. Ở trên đây có một con dượng. Con phụ nữ phấn khích vì thấy chồng.